Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Lào Cai gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2021. Phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong về dấu ấn Đại hội 13 của Đảng và nhiệm vụ đưa nghị quyết đại hội vào thực tế tình hình tại Lào Cai. Cơ bản giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 2, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai và mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai đã đến đặt vòng hoa và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đã báo công lên Bác và các anh linh liệt sĩ những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thời gian qua, kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nguyện đoàn kết một lòng xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ôn lại truyền thống 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, 74 năm ngày thành lập Đảng Bộ tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng đã thông tin đến các đại biểu tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và thông tin nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Năm 2021, dự báo tình hình quốc tế, Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Tỉnh ủy Lào Cai sẽ tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Trước hết, tuyên truyền quán triệt sâu sắc thường xuyên những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tiếp tục phát huy bài học đoàn kết. Tại cuộc gặp mặt, các đồng chí đảng viên lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh thể hiện sự phấn khởi trước thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và khẳng định với tinh thần đoàn kết sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai sẽ tiếp tục có các bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Là trưởng đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự đại hội vừa từ thủ đô Hà Nội trở về, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành cho phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cuộc phỏng vấn, chia sẻ dấu ấn của Đại hội 13. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thì với cá nhân đồng chí thì cái dấu ấn trong cái kỳ đại hội vừa qua đồng chí có thể chia sẻ được không ạ? Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi với kết quả của đại hội. Có thể nói là một đại hội rất thành công trên tất cả các phương diện, từ công tác tổ chức đến công tác hậu cần, nội dung và đặc biệt là phương án nhân sự. Qua cái kết quả bầu cử, kết quả của đại hội, từ dư luận nhân dân
đều thể hiện cái sự đồng tình rất là cao, và chúng tôi thì rất vui mừng với cái kết quả đó, và với một cái nhiệm kỳ mới như vậy, một cái bộ máy mới như vậy, với một khí thế mới như vậy, thì tôi tin chắc rằng đã tạo ra được cái lòng tin với bạn bè quốc tế, tạo ra được cái niềm tin đối với nhân dân cả nước, và tạo ra được cái khát vọng lâu dài thường xuyên đối với nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì đã thành công rất là tốt đẹp rồi. Thì tuy nhiên thì cái thành công này mới chỉ là bước đầu thôi ạ. Thế còn cái việc mà triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống thì đấy mới là cái điều mấu chốt. Đối với cái nhiệm vụ này thì Đảng bộ tỉnh Lào Cai thì sẽ có cái sự chỉ đạo triển khai như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí? Đại hội toàn quốc lần thứ 13 chỉ là bước đầu. Đây mới là nghị quyết, đây là chủ trương. Thế còn muốn biến cái nghị quyết chủ trương thành những cái kết quả, thành những sản phẩm cụ thể thì chúng ta cần phải hành động. Chủ trương một thì cần phải giải pháp phải là 10, và kế hoạch chi tiết phải là 100. Xây dựng được những cái chương trình, những cái đề án cụ thể, những giải pháp cụ thể và những kế hoạch triển khai hàng năm cụ thể, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương, cũng như là ở tỉnh là phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên ban thường vụ cũng như ủy viên ban chấp hành để kiểm tra chỉ đạo một cách sát sao, một cách quyết tâm, một cách quyết liệt về cái yêu cầu chung về để đạt được cái mục tiêu đặt ra. Đại hội 13 thì đã xác định được những cái mục tiêu tổng quát rất là quan trọng. Thì với cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì đồng chí đánh giá như thế nào về những cái mục tiêu tổng quát này mà nó phù hợp với cái thực tiễn tình hình của Lào Cai chúng ta? Một trong những cái hướng đột phá, lĩnh vực trọng tâm mà nghị quyết đã xác định đó là cần thiết phải đẩy mạnh tập trung và phát triển nguồn nhân lực và tập trung phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là hoàn toàn chính xác. Lào Cai cũng đã xác định hai cái nhiệm vụ đột phá, đó là về cơ sở hạ tầng và về thương mại dịch vụ. Về trung ương thì cái thể chế, tôi tin chắc rằng nếu tháo gỡ được thể chế thì chính là đã giải phóng được cái nguồn lực, mà đặc biệt là nguồn lực từ con người, và tôi tin chắc rằng và chúng ta sẽ phát triển được nguồn nhân lực tốt. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cuộc phỏng vấn trong ngày hôm nay ạ. Sáng ngày 3 tháng 2, Đảng bộ phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dịp này, Đảng bộ phường Cốc Lếu có 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên 55 năm tuổi Đảng, một đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những cống hiến của các đồng chí đảng viên cao niên trong suốt quá trình công tác cũng như khi về hưu. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị và các bạn, chủ động xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cụ thể trong tình hình dịch COVID-19, đây là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại phiên họp thường kỳ tháng 1 vừa diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 2. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương. Theo đánh giá, tháng đầu tiên năm 2021, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng khung thời vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Kinh doanh thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Giá trị xuất nhập khẩu đạt trên 3 triệu đô la. Trong tháng 1, lượng khách đến Lào Cai đạt trên 245.000 lượt khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 1 ước đạt 530 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cho rằng, để thực hiện tốt mục tiêu kép, tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế, chủ động dự báo tình hình dịch bệnh,
đưa ra nội dung linh hoạt trong từng thời điểm. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương làm tốt vai trò giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương và người tự cách ly tại gia đình. Hiện nay như vậy là người cách ly đấy, là tự cách ly tại gia đình thì lại tương đối nhiều. Đấy. Thì việc kiểm soát đối với người tự cách ly này ấy, thì nếu chỉ chủ yếu dựa vào tính tự giác thì là rất khó, rất khó. Thế bây giờ đòi hỏi ấy là ý thức trách nhiệm là một, nhưng mà việc công khai đấy, tất cả những cái đối tượng phải tự cách ly ở nhà để cho cộng đồng họ giám sát và họ phải có cái trách nhiệm liên quan đến cái việc là quản lý cái người mà tự cách ly này để đảm bảo được. Tại vì hiện nay họ cách ly ở nhà ấy, thì cái việc họ đi ra ngoài hay làm các cái việc ấy là rất là khó để quản lý. Thì như vậy là chỉ có giám sát của cộng đồng cộng với lại cái sự quản lý chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương và cái tính tự giác của cái hộ gia đình đó và cái cá nhân tự cách ly. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành y tế cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, chuẩn bị khu cách ly tập trung, điều kiện tốt nhất ở cơ sở y tế trong trường hợp diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngành giáo dục chủ động xây dựng kịch bản học trực tuyến trong trường hợp học sinh nghỉ học kéo dài, siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh giải ngân xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch. Ngày 3 tháng 2, Ban Tuyên giáo Trung ương mở hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề, tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, các mục tiêu nghị quyết đại hội, công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động là một trong những nội dung quan trọng, chủ yếu của công tác xây dựng Đảng. Do vậy, nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, Tỉnh ủy đã ban hành đề án về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Một số mục tiêu cụ thể như sau. 100% các chi đảng bộ cơ sở sử dụng hiệu quả báo đảng theo quy định. 100% xã phường thị trấn duy trì trạm truyền thanh hoạt động hiệu quả. Trên 85% ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp xếp loại tốt trở lên, không có ban chỉ đạo xếp loại yếu kém. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã phường thị trấn có mô hình điển hình dân vận khéo. Phấn đấu 100% cán bộ công chức trực tiếp làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được tập huấn nâng cao kiến thức công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nhu cầu kinh phí thực hiện đề án là trên 190 tỷ đồng. Để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, yêu cầu toàn thể người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với người dân đã từng đến về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế, thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay. Tỉnh cũng cho phép trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 4 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lập 8 chốt kiểm soát dịch trên đường bộ tại các địa phương, ghi nhận về hoạt động của chốt kiểm dịch tại quốc lộ 70 và 279 thuộc huyện Bảo Yên. Chốt kiểm dịch này được lập nên ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lực lượng công an, quân sự, dân quân và cán bộ y tế đã được huy động để kiểm tra kiểm soát đối với người và các phương tiện giao thông đường bộ vào địa bàn huyện, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào cộng đồng.
8 giờ kém 15 chúng tôi đã tiến hành là triển khai dừng các phương tiện để kiểm soát những người đi từ vùng dịch trở về và khai báo y tế đầy đủ. Trong ngày đầu tiên triển khai lập chốt kiểm soát dịch bệnh, người dân khi di chuyển từ các vùng và địa bàn đều nghiêm túc chấp hành khai báo y tế theo sự hướng dẫn của các lực lượng trực tại các chốt kiểm soát. Thấy các cơ quan chức năng có làm nhiệm vụ để phòng chống dịch rất là tốt và hiệu quả. Thì cả đi Yên Bái, Lục Yên mình nắm thông tin hết đầy đủ và chấp hành đầy đủ rồi. Thời gian này, lực lượng liên ngành và hai xã Nghĩa Đô và Phúc Khánh của huyện Bảo Yên cũng phối hợp lên các phương án nhằm ứng phó với các mối nguy lây lan dịch bệnh, quyết tâm không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hành khách đi tàu, máy bay có thể bảo lưu hoặc nhận tiền hoàn vé sau 90 ngày kể từ ngày trả vé. Từ ngày 2 tháng 2, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ hành khách mua vé đi lại đến ngày 28 tháng 2 có thể bảo lưu vé trong thời gian 1 năm kể từ ngày khởi hành in trên vé. Nếu hành khách có nhu cầu trả vé, ngành đường sắt sẽ thu phí vào dịp cao điểm Tết là 30% mức giá in trên vé. Việc hoàn tiền cho hành khách sẽ được thực hiện sau 90 ngày kể từ ngày trả vé. Từ ngày 3 tháng 2, hành khách mua vé máy bay Vietnam Airlines áp dụng một lần miễn lệ phí thay đổi, miễn điều kiện hạn chế đổi ngày bay, đổi hành trình cho các trường hợp. Hành khách có quyết định cách ly của cấp có thẩm quyền, khách bị ảnh hưởng bởi quy định phong tỏa, hạn chế đi lại của các cơ quan chức năng. Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành, đến ngày 3 tháng 2, tình trạng ùn tắc cục bộ xe chở mặt hàng quả thanh long trong mấy ngày vừa qua đã cơ bản được giải quyết. Trước đó, từ ngày 28 tháng 1, tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ xe chở thanh long từ các tỉnh miền Trung và miền Nam ra để xuất khẩu sang thị trường tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nhằm giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, tránh thiệt hại về kinh tế cho thương nhân, ngành chức năng của tỉnh đã thống nhất với phía bạn Trung Quốc kéo dài thời gian trả xe hàng dẫn từ 19 giờ lên 22 giờ hàng ngày, đồng thời thành lập tổ điều tiết phân luồng phương tiện giao thông, giải quyết nút thắt tại điểm giao với đường cao tốc. Tổ chức họp với hơn 30 cái doanh nghiệp xuất khẩu lớn tại cửa khẩu để thông tin về cái phương án phân luồng mới và thông tin về cái cách thức giải quyết thủ tục, phối hợp làm sao cho nó nhịp nhàng để tạo ra cái thời gian thông quan nhanh nhất. Thế là các doanh nghiệp cũng rất đồng thuận với cái phương án mới. Để góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, lực lượng biên phòng, hải quan đã tăng thời gian làm việc, thường xuyên gặp gỡ trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn. Hải quan cũng trao đổi với hải quan Trung Quốc để kéo dài cái thời gian mà trả xe để giải quyết cái ách tắc ùn tắc ở tại cửa khẩu. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng để hướng dẫn phân luồng, điều tiết các phương tiện đến cửa khẩu và đảm bảo đúng theo các phương án của ủy ban tỉnh, đó là 100% các lượng phương tiện đến cửa khẩu lớn thì phải vào các bãi điều tiết để chúng tôi hướng dẫn xoay vòng điều tiết vào cửa khẩu. Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành có từ 500 đến 600 xe chở hàng tham gia xuất nhập khẩu. Trong đó, lượng xe xuất khẩu sang khoảng 200 xe, chủ yếu là mặt hàng thanh long, tương ứng với 2.000 tấn quả. Lượng xe nhập khẩu khoảng hơn 300 xe. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian tới hiện tượng El Nino sẽ tiếp diễn, khiến nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ vụ đông xuân ở một số khu vực là rất lớn. Trước dự báo về hiện tượng thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn, có khoảng 2.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Dự kiến sẽ có khoảng 1.800 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung tại các xã Tả Gia Khâu, Dìn Chin, Pha Long, Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương, Bản Già, Tà Văn Chư, Lùng Cải, Tà Cù Tỉ, huyện Bắc Hà, Mản Thần, Sán Trải, Thảo Chư Phìn, Cán Cấu, Bản Mế, huyện Simacai và Pa Treo, A Mú Sung, Y Tý, huyện Bát Sát. Ảnh hưởng của khô hạn và nắng nóng, các khu vực rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh dễ xảy ra cháy như các huyện Sapa, Bát Sát, Văn Bàn. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021.
vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lào Cai, mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất của khối doanh nghiệp là 80 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng. Công ty cổ phần Food for Vàng Việt Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động là 80 triệu đồng một người. Trong khối doanh nghiệp, công ty cổ phần Tiếp Vận SAV có mức thưởng Tết cho người lao động là 300.000 đồng. Cũng theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì mức lương trung bình của người lao động làm việc tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ cổ phần là 9,1 triệu đồng mỗi một người một tháng. Còn ở khối doanh nghiệp có cổ phần, lương bình quân là 8,7 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm khi những cành đào đua nhau khoe sắc tô điểm cho núi rừng cũng là thời điểm mà đồng bào các dân tộc vùng cao chuẩn bị mổ lợn đón Tết vui xuân. Những nét độc đáo trong tục mổ lợn đón Tết đã góp phần mang đến sự phong phú đa dạng cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Dưới những nếp nhà trình tường cổ kính rêu phong, bà con Thu Lao ở Thảo Chư Phìn Simacai đang chuẩn bị mổ lợn Tết. Lợn được làm thịt ngay trên tấm phản trước bàn thờ để báo công với tổ tiên về thành quả trong năm cũ, cầu một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn thuận lợi. Cái nhà nó không có điều kiện thì nó cũng là mổ con nhỏ, cái nhà nó có thì nó là mổ con to, bánh chưng cái gì nó có đầy đủ hết. Ngày 30 Tết ấy mình đi tất cả lấy cái bánh này, lấy thiệt này đi vào đấy cúng cái bàn thờ. Còn ở bản người Mông của vùng cao Quan Hồ Thần, gia đình ông Chấu Siêu Quả đang mổ lợn nặng gần mổ tạ, mời cả thôn Mản Thần cùng đến chung vui. Không khí ngày xuân cũng ngập tràn trong những bữa ăn ấm tình đoàn kết. Mổ lợn thế này thì vui mà, không chỉ nhà mình ăn mà có cả anh em làng xóm, cứ đi từng nhà cùng ăn cơm với nhau như thế. Năm qua, người nông dân ở vùng cao Lào Cai đã trải qua một năm không dễ dàng khi mà thiên tai dịch bệnh hoành hành. Vậy nhưng trong ngày cuối năm, bà con vẫn tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống, cùng mổ lợn, gói bánh và đón một cái Tết đoàn viên. Không có thì cũng phải cố gắng để kiếm được là để bữa tiếp. Thì có con cái này, bố mẹ ông già này, chỉ không cố gắng lên thì là sao đến ngày Tết rồi thì ô mẹ ơi ông ơi, bây giờ con với ông bà không có ăn thì có thấy khổ, sang năm mới là lại muốn tiếp tục lại chăng nuôi thì lại phát triển thôi. Mùa lợn Tết không phải là phong tục riêng mà là nét đón xuân của đa phần đồng bào dân tộc vùng cao. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngày Tết dẻo cao vẫn rộn ràng và tươi vui. Những bữa cơm ngày Tết luôn tràn đầy tiếng cười, thể hiện niềm lạc quan, hân hoan của bà con vùng cao, cùng nhau hướng tới một năm mới nhiều thắng lợi. Trái với mọi năm, không khí mua sắm tại chợ Hoa Xuân tại đường An Dương Vương, thành phố Lào Cai khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các điểm kinh doanh, ngoài các chủ vườn, người buôn hoa Tết, còn lại chỉ có số ít người dân sinh sống gần khu vực chợ hoa tìm đến xem hoa. So với mọi năm, chất lượng hoa Tết năm nay tại chợ Hoa Xuân cũng không được như ý bởi do mưa bão kéo dài, thời tiết mưa rét dài dẳng, ảnh hưởng đến chất lượng.
Năm nay giá hoa cây cảnh thấp hơn so với năm ngoái từ 20 đến 30%. Nhưng sức mua cũng giảm nhiều do dịch bệnh bùng phát. Người dân cẩn trọng hơn khi đến những nơi đông người. Dự kiến số lượt người dân tham quan và mua hoa tại chợ Hoa Xuân sẽ giảm từ 30 đến 40% so với năm trước. Trái ngược với chợ Hoa Xuân, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo cũng đã được các tiểu thương bày bán khá đa dạng, đắt hàng. Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai, giá cả thị trường năm nay khá ổn định, hàng hóa dồi dào. Đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, cá chép giấy, tiền, vàng được bán khá phong phú và không có sự biến động so với mọi năm. Bên cạnh đồ vàng mã, cá chép cũng là vật không thể thiếu trong ngày lễ này. Giá cá chép tại một số chợ dân sinh dao động từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ ba con. Ngoài ra các mặt hàng như gà, xôi, các loại hoa cũng khá đắt hàng. Thay vì cúng Tết ông Công ông Táo bằng cá thật hay cá giấy, năm nay nhiều người tiêu dùng tìm đến xôi, bánh rau câu với tạo hình cá chép để mâm cúng thêm phong phú. Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo đang khá nhộn nhịp, ngay cả chợ trên mạng cũng nóng, giao bán đủ loại vật phẩm cho ngày Tết cổ truyền này. Bà nội trợ có thể chọn mua các món ăn vật phẩm như các loại xôi, thạch rau câu, bánh trôi hình cá chép. Xôi cá chép có thêm nhân làm bằng thịt xào nấm giá 110.000 đồng một con, nặng khoảng 0,8 kg. Mâm cá đơn và thỏi vàng là 170.000 đồng, mâm vàng là 170.000 đồng, mâm sau ngư là 220.000 đồng. Và phần thời lượng còn lại của chương trình, mục khoảnh khắc Lào Cai, mời quý khán giả cùng các chiến sĩ Hải quân Trường Sa đón Tết. Những hình ảnh ấm cúng này cũng sẽ kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình sau. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, riêng phía Nam, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đến đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ.